sáng cả nhà. Thì hôm nay là để ăn bên nhà trai, để chút xíu được sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Đây, bên nhà trai thì đang chuẩn bị đồ để đãi khách. Bên đây em quý cũng mướn nhà hàng làm nên là không có làm nhà cho nó gọn. Cái này có chả lụa mà nó hả, làm có trứng nhỏ mà hả? Dạ, quần quá ha, đẹp dữ hả? Wow, nhìn ngon quá. Cho chú cho miếng ăn thử coi nha. Hai thứ ngon quá. Dạ ngon ạ. Dạ ngon ạ. Dạ thưa các fan của cuộc sống quê hương nha. Hôm nay dịch vụ chiếc kiệt về phục vụ cho cuộc sống quê hương hôm nay tại ở Đồng Tháp nha quý vị. Dạ. Dịch vụ nấu ăn chiếc kiệt đây phải không? Dịch vụ nấu ăn chiếc kiệt thành phố Hồng Ngự. Dạ. Ai ở Hồng Ngự Đồng Tháp cứ liên hệ. Ok. Ở đâu? Ở đâu? Ở số ấy lên tôi không ạ. Dạ. Chọn gói. Dạ làm trang trí đẹp chứ ta. Ờ. Cái này nó gọn ha. Với cho đứng nó... người bốn. Dạ. Sạch sẽ. Sạch nữa. Đây dịch vụ nấu ăn cũng có màn tết tết mít tết lo để ông chú ông tết rồi. Alo 1234 vô vô rồi. Alo 1234 chưa có vô bộ. Trời ơi, ông chưa hát nó chó sủa ầm sùm nha. Về dự đám cưới của em quý, vàng đeo hơi bị dữ nha, vàng đeo hơi bị dữ nha. Trời nặng dữ hả? Nhà cô dâu đang chụp hình bên dưới gia đình trước. Thôi hồi là nắng lên. Ba đâu? Ok đi chị. Chị ba thiếu chị ba, anh vô lấy cái cho bà không thắt đi lấy cái quần sao quần. À, bác